Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Sống An Bình. Quý vị thân mến, trong cuộc sống có những thứ nhìn vậy mà không phải vậy. Có những người chúng ta tưởng là họ ngu ngốc, không biết gì, nhưng thực ra chính những người ấy lại trí tuệ khôn ngoan hơn người. Nhưng tại sao họ lại phải giả vờ giấu mình trong cái vẻ ngu ngốc hồ đồ nhỉ? Quý vị biết đấy, xã hội đầy rẫy bon chen, tài năng lộ liễu thì dễ bị đố kỵ, dễ gây ra thù oán. Công cao vượt chủ đã khiến không biết bao nhiêu người mang họa vào thân. Thế nên giả ngu lại trở thành một đạo xử thế cao siêu được nhiều người áp dụng. Đặc biệt đối với ba việc sau đây, càng giả ngu càng có lợi. Mời quý vị cùng đón xem và học hỏi cho bản thân mình nhé! Trước tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu thế nào là đại trí nhược ngu. Đại trí nhược ngu có nghĩa là người trí tuệ mà tỏ ra ngu ngốc. Không phải là giả vờ không hiểu, cũng chẳng phải giả vờ không biết, hay cố tình đóng kịch trước mặt người khác. Người đại trí nhược ngu thực ra là người nhìn thấu bản chất của sự việc, minh bạch nhân quả của sự tình. Họ thường thông tỏ bản chất rất nhiều sự vật hiện tượng, nhưng không để hiển lộ một cách tùy tiện ra bên ngoài. Chỉ có người khôn lanh, khôn vặt mới dương dương đắc ý, coi những gì anh ta biết là chân lý. Người đại trí nhược ngu thường thể hiện ở ba việc sau đây, mà chỉ cần học được một thôi thì đã là người có chút trí tuệ rồi. Việc thứ nhất, luôn luôn mỉm cười. Trong một đám đông, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều thể loại tính cách khác nhau. Có người oang oang nói, có người chỉ im lặng và mỉm cười, bất kể bị trêu ghẹo thế nào. Nhìn vào những người này, chúng ta có thể cho rằng là họ ngốc nghếch, không biết bảo vệ bản thân. Ấy thế nhưng biểu hiện đó không hề ngốc nghếch mà còn thông minh vô cùng. Bởi nụ cười chính là xã giao, biết cách sử dụng nụ cười chính là người giỏi sử dụng trí tuệ. Trong cuộc sống, rất nhiều người không làm được điều này. Bạn thử tưởng tượng mà xem, những kẻ luôn tìm cách công kích, trêu ngươi bạn, mục đích là để thấy được bạn tức tối, khó chịu, cay cú. Thế nhưng, bạn chẳng những không đôi co, phản công lại mà chỉ đáp trả nhẹ nhàng bằng nụ cười. Những kẻ đó sẽ hoang mang ra sao? Đến lúc đó, ai mới là người khó chịu đây? Còn phản kích lại thì đơn giản thôi, nhưng chẳng khác nào đi chấp nhặt một kẻ ngu thực sự. Hơn nữa, mỉm cười còn là một biểu hiện rõ rệt của sự tự tin. Và chỉ những người thực sự trí tuệ mới có sức mạnh nội tâm để thể hiện ra nụ cười thoải mái, vui vẻ nhất. Nếu không thì làm sao có được tâm thái đó? Việc thường xuyên mỉm cười có thể sẽ có người cho là giả tạo, không sống thật. Tuy nhiên người văn minh, có lễ nghĩa sẽ hiểu mỉm cười là lễ nghi cơ bản trong đối nhân xử thế, là biểu hiện của sự tôn trọng, hòa ái. Vậy tại sao thường xuyên mỉm cười được coi là biểu hiện của đại trí nhược ngu? Hãy nghĩ xem, Phật A-di-đà trong Phật giáo chẳng phải luôn luôn mỉm cười đó sao? Trí huệ của Phật thì không cần phải bàn đến nữa. Đại trí nhược ngu cũng là biểu hiện từ bên trong ra bên ngoài. Người có trí tuệ thì nội tâm xưa nay đều không dễ dàng biểu lộ ra nét mặt mà thường biểu hiện rất bình thường, không có vẻ gì đặc biệt. Thế nên người luôn mỉm cười có thể không phải là trí tuệ nhất, nhưng người đại trí nhược ngu thì nhất định luôn luôn mỉm cười. Nói đến đây, bạn hãy thực hành mỉm cười nhiều hơn mỗi ngày nhé. Vì khi bạn trao đi nụ cười, bạn không chỉ có được thần sắc rạng rỡ, vui tươi mà còn khiến tâm thái trở nên lạc quan, hóa giải được mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng. Trước khi đến với việc thứ hai, hãy mỉm cười thật tươi cho Sống An Bình thế nào? Việc thứ hai, không tranh luận đúng sai với người khác. Lúc nào cũng tranh luận đúng sai, cao thấp với người khác là một hành vi rất không sáng suốt. Bạn thấy đấy, chỉ có trẻ con mới tranh luận không ngừng. Còn người lớn, hiểu chuyện, họ đều thảo luận xem trước một vấn đề nó mang lại lợi ích và tác hại gì. Và tất nhiên, người đại trí nhược ngu thì không bao giờ tranh luận đúng sai với người khác. Bởi vì trong lòng họ biết trên đời này không có cái gì tuyệt đối đúng, cũng không có cái gì tuyệt đối sai. Cùng một sự việc nhưng nó có thể đúng đắn với người này là sai trái đối với người kia. Cũng cùng một sự việc có thể là đúng với bạn trong khoảnh khắc này nhưng lại là sai trong khoảnh khắc kế tiếp.
Như vậy, mọi sự đúng sai đều không phải là đúng sai tuyệt đối, mà chỉ là quan điểm của một người tùy thuộc vào lập trường, hoàn cảnh của từng người trong từng thời điểm khác nhau mà thôi. Hiểu được như thế thì ta sẽ thấy tranh luận rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng phải là vì thể diện cá nhân đó sao? Đã là người đại trí nhược ngu thì sẽ không biểu hiện ta đây rất thông minh. Sự việc tốt xấu lợi hại thế nào thì trong tâm họ đã có định nghĩa rồi. Kết quả tốt nhất và kết quả xấu nhất đều được họ suy xét cả rồi. Hơn nữa, không tranh luận cũng là một loại IQ cao, tức là chỉ số cảm xúc cao. Người không tranh luận đúng sai chính là biết giữ thể diện cho người khác, cũng là cho mình một đường lui. Việc thứ ba, không cố ý thể hiện bản thân. Người đại trí nhược ngu thường có vẻ ngoài rất yên tĩnh, không cố ý thể hiện bản thân. Người có trí tuệ chân chính trước tiên sẽ xem xét thấu tỏ hết thảy người và sự vật xung quanh mình. Trong lòng đã sáng tỏ cả rồi, sau đó yên tĩnh chờ đợi thời cơ đến. Họ không bao giờ hành động khinh suất, làm những việc mà không nắm chắc. Bởi vì người có trí tuệ đều biểu hiện từ trong ra ngoài, chứ không phải kiểu người luôn biểu hiện cái vỏ bọc bên ngoài. Trong cuộc sống, có rất nhiều lúc có người sẽ dạy khôn chúng ta rằng phải luôn thể hiện mình thì mới có cơ hội, mới tránh rơi vào góc tối lạc lõng, mới mong có được cơ hội thành công. Nhưng thực sự có phải như vậy không? Thể hiện nhiều thì sẽ thành công sao? Ai dám chắc cho điều đó? Nếu thực sự như thế thì thành công dễ dàng quá. Chúng ta chỉ cần thể hiện mình nhiều lên, mọi lúc mọi nơi là có được thành công rồi. Làm người, nhất là làm người tài hoa, phải vừa không phát tiết tinh hoa ra ngoài, vừa bảo vệ mình một cách có hiệu quả, vừa có thể phát huy đầy đủ tài hoa của mình, lại còn phải tự chiến thắng, tự chế ngự được tâm lý bệnh hoạn, kiêu ngạo, mù quáng, phàm gặp việc chớ có bức ép người ta. Phải rèn luyện cho mình đạo đức khiêm tốn. Cái gọi là hoa phải nở một nửa, rượu phải nửa say. Có nghĩa là một khi hoa đã nở rộ thì nếu không bị người ta hái, tất cũng đến ngày phải tàn tạ. Nhân sinh cũng thế, khi anh đã đắc ý mãn chí rồi, trong mắt không còn ai, coi mình là duy nhất, thế thì anh không trở thành bia cho người ta nhắm bắn mới là điều quá lạ. Vậy nên, dù anh tài cán giỏi giang đến đâu cũng phải nhớ rằng, chớ có cho mình ghê gớm, chớ có cho mình quá quan trọng, chớ có coi mình là thánh nhân quân tử cứu dân cứu nước. Hãy thu mình lại, cụp đuôi lại che giấu tài ba của anh. Cố ý thể hiện bản thân sẽ khiến người ta cảm thấy người này chỉ thích hư danh, thích khoe mẽ trước mặt mọi người, mà chẳng có chút chân tài thực học gì. Vì thế làm người cần phải biết thu giữ mình, là một người đại trí nhược ngu. Quý vị thân mến, cuộc sống luôn có những diễn biến bất ngờ chúng ta không thể nào lường trước được. Đôi khi nó đẩy chúng ta vào thế bí, khiến chúng ta chỉ muốn đào hố chôn thân vì quá xấu hổ. Lúc này giả vờ ngu có thể chữa thẹn, tìm ra lối thoát cho bạn. Có thể giả vờ không biết một cách hài hước, tự mình chế giễu mình, khiến cho đối thủ mê man không nhận ra thực hư. Đòi hỏi anh phải có khả năng diễn kịch tốt mới có thể đóng vai ngu mà vẫn đáng yêu. Ai không hiểu chân tướng trong cái ngu thì tất sẽ bị cái ngu chế giễu. Ai không lĩnh hội được tinh thần đại trí nhược ngu thì quả là đồ ngu thật sự. Vậy cụ thể, giả ngu sẽ giúp xoay chuyển tình thế tuyệt vời như thế nào? Mời quý vị cùng đón xem ngay sau đây. Thứ nhất, giả vờ ngu để cứu vãn những lời lỡ nói gây ra không khí khó chịu. Ngựa bốn chân còn vấp, huống hồ người sao chẳng có lúc lỡ lời. Cho nên trong giao tiếp, nếu chẳng may xảy miệng thốt ra những lời không nên và làm mầm mống nảy sinh những mâu thuẫn gay gắt, thì giả vờ ngu sẽ giúp vãn hồi tình thế do lỡ lời gây ra. Có câu chuyện thế này, có một giáo viên thực tập đang lên lớp, đang chăm chú viết chữ lên bảng đen. Bỗng có một học sinh kêu lên, chữ thầy đẹp hơn chữ thầy Lý. Cả lớp hốt hoảng, ai nấy đều tỏ ra lúng túng vì biết thầy Lý chủ nhiệm lớp đang ngồi ở phía dưới dự giờ. Tình thế thật khó xử. Đối với thầy giáo thực tập sinh mà nói, vừa mới thực tập lên lớp lần đầu tiên mà gặp phải tình huống cam go này thật là đau đầu. Về sau làm sao mà hoàn thành được thực tập? Xin lỗi ư, làm gì có lỗi mà xin? Không được.
Thực tập sinh này bỗng tỏ vẻ giả vờ không nghe thấy, cứ tiếp tục viết lên bảng và nói rằng: "Không im lặng chép bài đi, ai làm ồn trong lớp đó?" Nghe câu nói này, thầy Lý bèn không còn thấy khó chịu nữa. Quý vị thấy đấy, nhờ nhanh trí sử dụng thủ thuật giả vờ không nghe thấy, nhắc nhở học sinh không làm ồn của thầy thực tập, đã cứu vãn được tình thế khó chịu do cậu học sinh lỡ lời gây ra, đồng thời cũng không làm mất lòng thầy giáo chủ nhiệm. Quả là cao tay. Thứ hai, giả vờ ngu có thể dùng để đối phó sự ngụy biện của người khác. Sự thật thắng hùng biện, nắm đầy đủ chứng cứ sự thật là pháp bảo chiến thắng đối thủ. Tuy nhiên đáng tiếc thay, trong nhiều trường hợp có những người xảo biện cố chấp khiến cho người khác khó lòng phản kích, dù rằng biết rõ là họ đang ngụy biện. Có câu chuyện như sau. Có hai thanh niên nông dân đi bón phân lợn cho ruộng ngô đang tranh cãi nhau nên bón phân gần gốc hay xa gốc ngô. Một anh nói, phân lợn bón gần gốc ngô thì cây ngô dễ hấp thụ, phát triển nhanh. Anh còn lại phản bác, theo lời anh nói thì trồng ngô và chuồng lợn sẽ giúp ngô phát triển nhanh đó ư? Lúc bấy giờ, có một bác nông dân trung niên nói chen vào. Hai cậu đều nói sai, đuôi lợn gần phân lợn nhất, nhưng có thấy đuôi lợn phát triển dài ra được tí nào đâu. Lời nói của bác nông dân trung niên tưởng như chẳng hiểu biết gì, nhưng đã đánh gục ngụy biện của hai anh thanh niên một cách rất hài hước. Nói tóm lại, giả ngu, giả điếc, giả say, giả không biết đều là thuộc phạm vi của kế giả ngu. Ngu mà không ngu, không phải ai cũng làm được đâu nhé. Vâng thưa quý vị, một nhà tâm lý học nổi tiếng đã từng nói, phàm là những người quá thông minh hay so đo tính toán, trên thực tế đều là những người rất bất hạnh, thậm chí lắm bệnh và đoản bệnh. Nguyễn Du chẳng phải cũng nói trong chuyện Kiều rằng, chữ tài đi với chữ tay một phần đó sao? Thời gian và mức độ đau khổ của những người này nhiều gấp mấy lần so với những người không thích so đo với người khác. Nói một cách khác, tuy họ giỏi tính toán nhưng lại không có được những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc tròn đầy. Vậy thì chẳng phải người biết giả ngốc một chút, biết đâu lại an nhiên, tự tại là một người thông minh thực sự, còn kẻ khéo léo toan tính lại hóa hồ đồ hay sao? Để hiểu rõ hơn về điều này, mời quý vị cùng đến với những phân tích ngay sau đây. Thứ nhất, một người giỏi toan tính thông thường cũng là người hay so đo mọi chuyện. Không kể là ngoài mặt người đó phóng khoáng đến đâu, sâu thẳm trong nội tâm, anh ta chắc chắn sẽ không bình thản. Bản thân người hay toan tính, thoạt tiên đã tự khiến cho họ đánh mất bình tĩnh, bị vướng mắc trong cái lưới rối ren của sự việc mà mình tự giăng ra. Và một người thiếu đi sự bình tĩnh thì thường sẽ luôn sống trong tâm trạng lo âu khá nghiêm trọng. Quý vị thử nghĩ mà xem, một người lúc nào cũng ở trong trạng thái lo lắng hoang mang, không những không cảm thấy vui vẻ mà trong tâm thường rất đau khổ. Người mà hay so đo tính toán rất khó có được sự bình ổn và thỏa mãn trong cuộc sống. Trái lại, bởi trong tâm chất chứa quá nhiều toan tính mà nhìn đâu cũng thấy bất mãn và oán hận đối với sự việc cũng như đối với người khác. Loại người này thường hay bất đồng ý kiến, trong tâm tràn đầy mâu thuẫn, xung đột với người xung quanh. Thứ hai, người thích toan tính, trong tâm thường hay bị bế tắc. Người thích so đo tính toán hàng ngày luôn tự giam hãm mình trong những cảm xúc tiêu cực, không thể loại bỏ để tự vực lên được. Chỉ quen để ý đến những điều vặt vãnh trước mắt, chấp nhất những việc không đáng, chứ không chịu nhìn xa trông rộng bao giờ. Điều nghiêm trọng hơn nữa là anh ta không chỉ so đo riêng với một sự việc nào đó trong số muôn nghìn sự việc trên đời, mà là đối với mọi việc đều quen thói so đo toan tính. Quá nhiều toan tính chôn sâu trong lòng, cứ thế chúng sẽ tích tụ lại, lớn dần khiến tâm họ trở nên khốn khổ. Sống mà cứ mãi buồn lo như vậy thì thử hỏi làm sao có được những tháng ngày vui vẻ thật sự đây. Thứ ba, người quá so đo cũng là người có tâm chiếm hữu mạnh mẽ. Người mà có tâm chiếm hữu mạnh mẽ rất khó có được cuộc sống thanh thản, nhẹ nhàng. Thường thường còn bởi toan tính quá nhiều mà dẫn đến tai họa, tự chuốc thêm phiền nhiễu, rắc rối. Người quá so đo, tất nhiên là một người thường luôn nhìn mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực. Anh ta luôn phát hiện vấn đề, phát hiện sai lầm, lo lắng mọi nơi, phòng bị mọi chuyện,
trong lòng lúc nào cũng là một mảng u tối bao trùm. Thứ tư, người quá so đo, ánh mắt lúc nào cũng chứa đầy hoài nghi. Kiểu người này luôn đặt bản thân mình ở thế đối lập với thế giới. Đây quả thật là một loại bất hạnh lớn lao. Người mà quá so đo tính toán, còn dễ dàng bị lòng tham chi phối, điều khiển. Đầu óc lúc nào cũng chen chúc các ý nghĩ, tính toán khiến cho niệm đầu không thoát được, giống như có tảng đá lớn đè nặng trong tâm. Sinh mệnh vì thế trở nên u tối, không có chút màu sắc nào. Quý vị thân mến, dẫu biết rằng mỗi người đều mong rằng bản thân mình thông minh càng tốt, càng thông minh càng lộ rõ chỗ cao minh trong thái độ làm người của mình. Nhưng quý vị biết không, thông minh cũng có phân chia giữa thông minh lớn và thông minh vặt. Hồ đồ thì cũng có hồ đồ thật và hồ đồ giả. Người mà hồ đồ trong những chuyện vặt vãnh, xem nhẹ quyền thế, không màng lợi danh, không có phiền não, làm được như vậy hiển nhiên sẽ có được cuộc sống an nhiên tự tại. Còn những chuyện lớn mà ứng xử hồ đồ thì chẳng khác nào gỗ mục không thể chạm khắc. Người thông minh thật sự thường là thông minh khôn khéo đến mức khiến cho người khác không nghĩ rằng họ thông minh. Kẻ thông minh nhìn ngoài mặt thì thấy ngu dại hồ đồ, thực tế trong thâm tâm không chuyện gì không sáng tỏ. Đây không phải là một loại nghệ thuật sống cao minh hơn hay sao? Chúc quý vị đạt được đến cảnh giới đại trí nhược ngu và áp dụng nó hữu ích trong đời sống nhé!